Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto Trong video hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm đó chính là dàn nóng của xe Ford Mondeo 2.5 2003 số tự động Dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đó là dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp Sản phẩm được sản xuất 100% hợp kim nhôm cao cấp, được phủ sơn về mặt phía ngoài là màu đen Sản phẩm thì sẽ được sản xuất theo thông số tiêu chuẩn kỹ thuật của dàn theo xe nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng đây em có thể nhìn thấy đây là dòng uh, sản phẩm dàn đúc nha anh em nhé được uh, đây các cái lan tép đúc chúng ta hay còn gọi là dàn đúc đây chính là hai cái mặt bích để chúng ta uh, bắt cái đường ống vào đấy một bản bích cao một mặt bích fin. và còn uh, phía sau này của nó thì sẽ là cái đường ống để chúng ta bắt cái uh, Phin của nó và cái con phim của nó thì nó hơi tròn tròn đó đây chính là cái giá bắt phin này đưa ra đây và chúng ta bắt cái đường ống vào đây đó thì vừa rồi thì à, đây và em xin nói tiếp là cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp được uh, sản xuất và kiểm tra rất là kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng đó anh em hoàn toàn có thể. và uh, vì sao đóng gói như thế này là để khi vận chuyển nó tránh va đập và tránh lát cái lan của cái uh, uh, giàn nóng đó thì uh, vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái giàn nóng của Formon 2.5 cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hỗ trợ thay thế lắp đặt tại karaoke BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh số liên hệ là 0856727222 em xin cảm ơn hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp em xin chào